Thời gian qua, tỉnh Thái Bình quyết tâm bằng nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm cải thiện thứ hạng PCI. Kết quả công bố cho thấy chỉ số PCI năm 2022 của tỉnh Thái Bình tăng 19 bậc so với năm trước. Cụ thể, đạt 65,78 điểm trên thang điểm 100 và xếp thứ 28 trên 63 tỉnh thành phố. Một số chỉ số thành phần đạt thứ hạng cao như thiết chế pháp lý và an ninh trật tự đạt 8,50 điểm, xếp thứ 2 toàn quốc. Tính năng động của chính quyền tỉnh đạt 7,20 điểm, xếp thứ 14 toàn quốc. Đào tạo lao động đạt 6,29 điểm, xếp thứ 14 toàn quốc. Thời gian qua, tỉnh Thái Bình quyết tâm bằng nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm cải thiện thứ hạng PCI như duy trì đều đặn chương trình cà phê doanh nhân, tổ chức đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình 5 tại chỗ, đưa vào hoạt động trang thông tin Thái Bình đồng hành cùng doanh nghiệp trên Zalo. Thái Bình xác định rõ, nâng cao chỉ số PCI là cuộc đua vượt lên chính mình để phục vụ nền hành chính công mạnh